Chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn quay trở lại với kênh Bếp Việt. Như vậy là Tết Nguyên Đán sắp đến gần rồi. Hôm nay mình mời các bạn vào bếp làm món mứt rau câu giòn ngũ sắc cùng với mình nhé. Đây là thành phẩm mứt rau câu mà mình đã làm xong rồi đây các bạn. Bên ngoài miếng mứt rau câu thì lên một lớp phấn trắng như thế này. Mứt rau câu khi ăn thì mình thấy giòn giòn sật sật, có một lớp đường mỏng ở bên ngoài giòn tan. Độ ngọt của mứt rất là vừa ăn, không có bị ngọt gắt nhé các bạn. Bây giờ mời các bạn làm món mứt rau câu cùng với mình nhé. Nguyên liệu dùng để làm món mứt rau câu thì mình sử dụng ở đây là 50g bột rau câu giòn hiệu Con Cá Vàng, 50g lá dứa, 50g củ dền, 30g hoa đậu biếc, 3 quả chi tử, 800g đường cát trắng và 70ml sữa đặc. Đây là phần nước màu sau khi mình đem đi sơ chế và lọc lấy phần nước cốt. Màu vàng thì mình lấy từ quả chi tử. Màu xanh mình lấy từ lá dứa. Màu tím thì mình lấy từ hoa đậu biếc. Màu đỏ mình lấy từ củ dền. Màu trắng thì mình sẽ sử dụng sữa đặc để làm. Mỗi màu thì mình sẽ sử dụng là 50ml. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm một ống vani để tăng hương thơm cho món mứt. Còn bạn nào không thích hương vị của vani thì không sử dụng cũng được nhé. Vì làm mứt rau câu nên là mình sẽ pha nước rau câu ít hơn và đậm đặc hơn so với làm rau câu bình thường. Khi mình đem rau câu đi phơi thì rau câu sẽ rút bớt nước và teo tóp lại nữa nhé. Với 50g rau câu thì mình sẽ sử dụng là 1 lít nước lọc. Mình cho vào 800g đường và 50g bột rau câu. Mình sẽ khuấy đều để đường và bột rau câu tan ra hết nhé. Bây giờ đường và bột rau câu đã tan ra hết rồi. Mình sẽ để ngâm bột rau câu ở đây trong khoảng thời gian là 30 phút cho bột nở hết ra, sau đó mình mới đem đi nấu nhé. Rau câu mình đã ngâm được 30 phút rồi. Bột rau câu lúc này cũng đã nở hết. Mình cho nước rau câu lên bếp và đun sôi lên. Trong lúc nấu thì các bạn nhớ khuấy đều tay để cho rau câu không bị cháy khét dưới đáy nồi. Khi thấy nước sôi lên thì mình cho vào một ống vani để tăng hương vị cho món mứt rau câu nhé. Mình tiếp tục nấu rau câu thêm khoảng 3 phút nữa là được. Rau câu mình đã nấu xong rồi. Bây giờ mình đem chia ra làm 5 phần bằng nhau. Mỗi phần mình sẽ lấy là 200ml nước rau câu. Mình cho nước rau câu vào khuôn và cho nước màu vào. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ làm tương tự đối với các màu còn lại. Nước màu thì các bạn cho vào từ từ để điều chỉnh màu đậm nhạt theo ý thích. Vì mình làm nước màu hơi nhiều nên là mình chỉ sử dụng 50ml nước của từng màu thôi nhé. Mình đã làm xong tất cả 5 màu rồi. Bây giờ mình sẽ để cho rau câu đặc lại. Sau đó thì mình sẽ đem rau câu đi cắt nhé. Thời gian đợi cho rau câu nguội hẳn và đặc lại là khoảng 2 tiếng. Rau câu đã đặc lại rồi. Mình lấy rau câu ra khỏi khuôn và đem rau câu đi cắt. Mình dùng dao có hình gợn sóng để cắt cho miếng rau câu đẹp hơn một chút nhé. Nếu mà các bạn không có dao giống mình thì dùng dao thường hay sử dụng hàng ngày để cắt cũng được.
Mình cắt miếng rau câu có độ dài từ 8 đến 10cm và độ dày khoảng từ 1,5 đến 1,7cm. Mình sẽ cắt hơi dày một chút vì sau khi đem rau câu đi phơi nắng thì nó sẽ tóp lại. Nên là các bạn trừ hao cho mình để đến khi phơi xong thì miếng mứt có độ dày khoảng từ 1,2 đến 1,3cm là vừa đẹp nhé. Mình sẽ làm tương tự đối với các màu còn lại. Cắt xong thì mình đem rau câu cho vào một cái nia và đem đi phơi nắng. Đây là số rau câu mà mình vừa mới cắt xong. Như các bạn thấy là màu của rau câu rất tươi và đẹp mắt. Bây giờ mình đem rau câu đi phơi nắng. Khi đem rau câu đi phơi nắng thì các bạn nhớ phủ một lớp vải mỏng để đậy rau câu cho đỡ bụi nhé. Rau câu thì mình đem đi phơi nắng khoảng 4 ngày hoặc là các bạn đem phơi cho đến khi thấy mặt rau câu lên một lớp phấn trắng là được. Trong thời gian phơi thì cứ khoảng 3 đến 4 tiếng mình sẽ chở mặt rau câu một lần. Mình chở để cho các mặt của miếng rau câu được khô đều hơn. Mứt rau câu khi đem đi phơi thì các bạn để ở nơi có nắng to dùng mình nhé. Đây là mứt rau câu mình đã đem đi phơi được 4 ngày rồi đây các bạn. Các bạn thấy là mứt rau câu có lên một lớp phấn trắng, màu mứt rất là đẹp, miếng mứt rau câu trong và không bị teo tóp lại. Đây là thành phẩm mứt rau câu mà mình đã làm xong rồi đây các bạn. Bên ngoài miếng mứt rau câu thì lên một lớp phấn trắng như thế này. Mứt rau câu khi ăn thì mình thấy giòn giòn, có một lớp đường mỏng ở bên ngoài giòn tan. Bên trong vẫn giữ được độ giòn và dẻo, ăn rất là ngon. Đặc biệt là với lượng đường mình sử dụng thì mứt khi ăn có độ ngọt vừa phải, không có bị ngọt gắt đâu nhé. Các bạn hãy làm thử món mứt rau câu này để cho cả nhà cùng thưởng thức và đãi khách trong những ngày Tết sắp tới nhé. Như vậy là mình đã làm xong món mứt rau câu rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây để tiện cho việc theo dõi các video tiếp theo. Các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.